thì cái chủ đề ngày hôm nay, thì Hồng muốn chia sẻ với anh chị về một thuật ngữ trong về đầu tư về căn hộ, về khách sạn, đó chính là condotel là gì. Thì chắc chắn condotel là một trong những cái cụm từ mà được biết tới vào những cái thời điểm cách đây vào năm 2015, 2016, 2017, cái thời điểm mà bất động sản nghỉ dưỡng lên ngôi, thì cái cụm từ condotel này được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Về condotel chắc chắn là một thuật ngữ phổ biến trong phân khúc đầu tư về khách sạn. Tuy nhiên, liệu anh chị có biết những cái loại hình về căn hộ này, condotel này sẽ phù hợp với những anh chị nào? Thì ngày hôm nay thì Hồng sẽ chia sẻ với chị về tất cả về mọi thứ. Thứ nhất, để sở hữu một cái căn hộ khách sạn có thể ở hoặc là cho thuê chắc hẳn là một lựa chọn hấp dẫn rất hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư. Thì đối với những anh chị nào có ý định nghỉ dưỡng khi về hưu, về già, thì anh chị thích những cái loại hình về condotel này, thì đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa condotel là gì, đúng không anh chị? Thì condotel nếu như hiểu đơn giản là một cái loại hình sẽ kết hợp giữa căn hộ chung cư và khách sạn. Thông thường các dự án như condotel sẽ cho phép người thuê là thuê một cách là ngắn hạn với một số dịch vụ và khách sạn. Nó sẽ là mang đến cho chúng ta một cái sự trải nghiệm mới, đúng không anh chị? Sự trải nghiệm mới lạ trong nhiều người. Thì hiện nay trên thế giới có rất nhiều ứng dụng cho phép chúng ta tìm kiếm căn hộ về condotel một cách đơn giản. Tiêu biểu như là Airbnb, rồi có rất nhiều loại hình như Airbnb, rồi ví dụ như trên những cái trang web đặt app như là ví dụ như là VBRO. Thì về cơ bản thì condotel nó sẽ cung cấp cho anh chị những cái gì tốt nhất của hai loại hình trên về tiện ích, dịch vụ của khách sạn và không gian đầy đủ của một khu chung cư, có nghĩa là đáp ứng vừa đủ một cái không gian để ở và những cái tiện ích trong một cái nội khu của một cái dự án về condotel đó. Thì cái thứ hai thì Hùng sẽ giúp anh chị phân biệt rõ giữa căn hộ condotel nó sẽ khác một cái căn hộ chung cư bình thường là gì. Thứ nhất, nó có rất nhiều điểm khác biệt, thì Hùng sẽ xin tóm tắt là sự khác biệt cơ bản nhất và chính nhất giữa condotel và của chung cư. Đó là việc chung cư thường không cho phép thuê ngắn hạn. Bên cạnh đó, condotel nó sẽ cung cấp thêm cho anh chị một vài cái tiện ích, tiện nghi theo tiêu chuẩn của khách sạn. Chẳng hạn như là dịch vụ chọn phòng hay là quầy check-in, rồi ở sảnh đợi. Ngoài ra trong quá trình giao dịch đó sẽ có một sự khác nhau giữa các thủ tục mua bán giữa cái hai loại hình này. Hoặc cái thứ ba đó là về hình thức về vay vốn, có nghĩa là khi mà nếu như mà anh chị đi đầu tư về bất động sản thì có một cái đòn bẩy, đó chính là về một cái đòn bẩy về tài chính. Thì giữa cái căn hộ chung cư bình thường với một cái căn hộ condotel thì nó có những cái điểm gì giống và khác nhau. Đây thì sẽ có những cái điểm khác nhau anh chị. Thứ nhất, việc vay vốn từ những cái căn hộ về condotel á, Hùng ví dụ như là ở những cái thị trường nước ngoài này, như là Mỹ, như là Úc, vân vân, thì một trong những cái thị trường bất động sản lớn nhất của thế giới, thì condotel được Fannie Mae phân loại là tài sản không có bảo hành. Nha anh chị. Vì vậy các khoản vay thế chấp tín dụng á được hỗ trợ bởi chính phủ thường sẽ không có sẵn. Thông thường á, nếu như mà một cách vận hành một tòa nhà thiên về kiểu khách sạn nhiều hơn thì tòa nhà đó sẽ không đạt đủ tiêu chuẩn được coi là tài sản cân đối cốt lõi, mà thay vào đó thì được phân là tài sản đầu tư. Do đó rất ít các ngân hàng mà sẽ cung cấp các khoản vay cho loại hình này, và thường chúng ta phải thanh toán trước là 20% cái giá trị của cái căn hộ đó nha anh chị. Thì điều đó có thể là lý giải vì sao mà chúng ta nên cân nhắc trước khi đầu tư vào cái loại hình này, là chính xác là cái loại hình mà về cái condotel. Thì trong cái nhiều trường hợp chúng ta cần cân đối rõ ràng cụ thể và cái nguồn tài chính mà trước khi chúng ta quyết định đi đầu tư vào cái loại hình condotel này. Thì và ngoài ra những anh chị nhà đầu tư muốn đi đầu tư vào những cái loại hình này á, thì anh chị nên chuẩn bị cho mình một vài cái mối quan hệ, thì họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong vấn đề mà sử dụng đòn bẩy về tài chính đó. Thì nếu như mà chúng ta chuẩn bị được những cái mối quan hệ này, chúng ta chuẩn bị được việc dòng tiền, thì chẳng tới là cái việc đầu tư của chúng ta sẽ là tương đối đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nếu như mà nguồn tài chính của chúng ta á, nếu như mà anh chị là không đủ hoặc anh chị sẽ không có những cái mối quan hệ tốt á, thì ngân hàng sẽ đánh giá đây là một khoản vay có rủi ro, cho nên mà cái mức vay nếu như mà anh chị không được sự đảm bảo á, thì rất là ít.
anh chị. Thì đặc biệt là trong cái thời điểm gần đây, đó là đợt dịch bệnh Covid xảy ra thì ảnh hưởng tất cả các mọi loại hình kinh doanh, đặc biệt đó trong là cái loại hình mà dịch vụ và du lịch, nó dẫn tới là những cái con condotel này thì có rất nhiều nhà đầu tư đang trong tình trạng là bán lỗ, cắt lỗ, bởi vì thứ nhất là bị áp lực về tài chính từ khoản vay từ ngân hàng. Xin chào anh chị nha. Thì những anh chị này đang xem buổi livestream của Hùng thì hãy cho Hùng một nút like, nút comment, nút chia sẻ nha, để Hùng biết tới, để Hùng thêm sự động lực. Rồi, tiếp theo đó là trong các khoản vay thì chúng ta bên cạnh đó chúng ta khi mà chúng ta giao dịch buôn bán đúng không ạ, thì có những cái khoản thuế này rồi khoản chi phí đó. Thì sau khi mà chúng ta mua một cái căn hộ về condotel á thì chúng ta sẽ trả những cái khoản phí bổ sung. Vì vậy chúng ta hãy sẵn sàng cho điều đó, ví dụ như là phí bảo trì này, rồi ở mức tương đối vì loại hình này thường là bị hao mòn nhiều hơn so với là căn hộ về chung cư. Thuế tính vào thu nhập tài sản thường được đánh giá trên cái thuế mà chúng ta giao dịch, đúng không ạ? Đó gọi là theo suất thương mại. Rồi, xin chào anh Đắc Đầu Tư Nha Trang Duyên Khánh Khánh Hòa. Chuyên gia cho em xin ý kiến đánh giá về các condotel ở Nha Trang. Rất hay, đây là một cái câu hỏi rất hay trong thời điểm hiện tại. Hiện tại thì ở Nha Trang thì có rất nhiều các dự án về condotel. Có thể kể đến như là một vài cái dự án như là Apex này, rồi ví dụ như là Panorama này, rồi ví dụ như tòa ở ngoài phía Bắc như là có tòa La Luna Suite này. Thì bên cạnh đó ví dụ như có những cái căn condotel như là của Sunnybay này, hầu như tất cả những đánh giá về kiến trúc mỹ quan á, thì hầu như những cái căn này á thì hầu như là được đánh giá rất cao về cái mặt tính thẩm mỹ. Thứ nhất là chủ đầu tư họ sẽ thiết kế tối ưu đó cao nhất về cái mặt biển, mà cái giá ở phân khúc những loại hình này á thì giá cũng dao động cũng rất là tốt. Thì ví dụ như là hiện tại đối với Hùng sẽ lấy ra một cái ví dụ như là về cái căn Panorama chẳng hạn, thì có những anh chị ví dụ như là cái căn của anh chị khoảng cỡ là từ 26 cho tới 30 mét vuông thì giá tầm khoảng cỡ từ 1 tỷ 3 cho tới 1 tỷ rưỡi một căn. Thì như vậy thì có diện tích giá dao động tầm khoảng cỡ từ 60 cho tới 80 triệu một mét vuông. Thì nếu như mà anh chị so sánh Panorama nằm ở cái con đường là con đường Trần Phú đúng không ạ? Nằm ở cái con đường mặt tiền là đường Trần Phú và bên cạnh là con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì anh chị hình dung đi, con đường Nguyễn Thị Minh Khai là giá khoảng cỡ bao nhiêu ạ? Không dưới 150 triệu một mét vuông ngay cả đoạn đầu. Thì anh chị nếu như 2/3 của cái giá đó là bao nhiêu ạ? Thì tầm khoảng cỡ ít nhất là phải là 100 triệu một mét vuông. Thì mà những cái căn này đó, thì những cái giá ở cái khu vực này chỉ có là từ 60, 70, 80 triệu một mét vuông thôi. Thì có nghĩa là cái giá là quá tốt, đúng không anh chị? Thì nếu như mà Hùng bỏ qua cái yếu tố là về rủi ro, bỏ qua cái đánh giá về cái yếu tố là về rủi ro của như là dịch vụ về du lịch đợt dịch Covid vừa rồi, thì nếu như cái tỷ lệ sáng đèn ở đây rất tốt, thì hàng tháng cái mức cho thuê ở khu vực này á, theo như mà hiện tại khách hàng của Hùng đang cho thuê á, thì giá là không dưới là 15-20 triệu tùy theo căn. Ví dụ như view biển thì sẽ cho thuê nhiều hơn, view biển thì cho thuê nhiều hơn, còn view thành phố thì sẽ cho bớt ít lại, tầm khoảng giá bằng 2/3. Thì anh chị hình dung đi, một đêm ví dụ như những cái căn mà ở mặt biển, một biển đúng không ạ, thì giá ít nhất là Hùng tùy theo căn trung bình là tầm khoảng cỡ 1 triệu rưỡi. Giống như diện tích nhỏ thì nó sẽ thấp hơn, và những cái căn mà ví dụ như 2-3 phòng ngủ thì giá sẽ cao hơn, thì Hùng sẽ tính giá trung bình là khoảng cỡ 20 triệu một tháng. Thì như vậy anh chị có hình dung là có thể là nếu như mà anh chị tận dụng được cái nguồn thu nhập thụ động này, có thể là trả lãi suất của ngân hàng, thì đây chính là một trong những cái điểm đến, điểm hấp dẫn. Cho nên lý do vì sao mà cái căn hộ Panorama này lúc mà mở bán thì được rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư ngoại tỉnh, ví dụ như là Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Bình Dương, họ rất thích, họ chọn. Và đa phần những khách hàng của Hùng thì họ cũng mua ít nhất ở đây, nếu như tầm tài chính họ ok thì họ có thể là mua khoảng từ 2-3 nền. Và ở đây có hai hình thức anh chị ha, cái căn Panorama này á, thì có hai hình thức. Một là chúng ta mua và chúng ta tự khai thác và vận hành. Hai là có thể chúng ta sẽ gửi lại cho chủ đầu tư và họ sẽ khai thác vận hành cho chúng ta, và họ sẽ cam kết trả lãi theo cái lãi suất mà họ cam kết với chủ đầu tư, với khách hàng. Thì đó là Hùng một cái ý kiến vài nhỏ. Thì để mà hiểu rõ hơn thì các bạn có thể là kết nối với Hùng nha. Kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349. Thì Hùng sẽ có thể chia sẻ rõ hơn cho anh chị. Thì trong khuôn khổ live stream thì Hùng sẽ chia sẻ khái quát thôi, khai thác về những cái loại hình condotel ở Nha Trang, thì bên cạnh đó về những cái giá
rồi những cái mà chế độ vận hành, rồi phí bảo trì vân vân. Thì tại vì khác giữa cái phí bảo hành của chung cư thông thường và những cái căn hộ bên cạnh, thì cái phí của condotel nó sẽ cao hơn nhiều, với do cái tỷ lệ hao mòn của cái căn condotel nó sẽ là nhanh hơn. À, rất hay, rất hay. Đây là một cái câu trả lời rất hay. Nghe bảo thời gian của anh đất sổ đỏ Cam Đức Bãi Già Cam Lâm. Anh ơi, anh có thể là cho Hùng một cái tên không, để có thể Hùng là sẽ xưng tên của anh cho nó tiện hơn. Nghe bảo thời gian gần đây có nhiều lùm xùm về các cam kết lợi nhuận với khách hàng, theo anh thì như thế nào? À, thì có rất nhiều anh chị à. Điển hình ví dụ như cái căn, nếu như mà anh chị những nhà đầu tư về condotel trước đây thì anh chị có nghe là một cái vụ Cocobay, đúng không ạ? Cocobay cam kết lợi nhuận cho chúng ta, thì cái đó thì những cái vụ đó thì chúng ta sẽ không bàn tới, thì nó ở xa chúng ta quá. Thì đơn cử ví dụ như trong cái Hùng sẽ lấy luôn cái ví dụ của cái Panorama đi. Thì đối với những anh chị mà gửi lại cho chủ đầu tư họ vận hành và khai thác trả lãi suất ngân hàng, thì theo những cái phản ánh mà Hùng ghi nhận từ những cái khách hàng của Hùng á, thì có sự thỏa thuận giữa hai bên. Tại vì một cái yếu tố rủi ro đó chính là dịch bệnh Covid, đúng không ạ? Thì đặc biệt là cái loại hình condotel này á, là phục vụ mạnh khi mà thị trường du lịch và dịch vụ phát triển, thì khi đó mà người dân du lịch ở trong nước và ngoài nước thì mới đến Nha Trang chúng ta nhiều, đúng không ạ? Thì khi đó thì cái nhu cầu về thuê căn hộ mới trở nên tăng cao. Thì cái rủi ro là một cái yếu tố không ai mong muốn. Thì khi mà có sự đối thoại và thỏa thuận giữa hai bên, thì hai bên đều cam thông và chia sẻ cho nhau, thì sẽ không có những cái vấn đề gì hết. Cam kết với khách hàng bảo hành đây về có rất nhiều anh chị, đúng không? Thì ví dụ như Hùng một làm như cách đây năm còn khoảng cỡ năm 2019, cuối năm 2019, năm 2020 thì có rất nhiều vụ cam kết, đúng không chị? Ở trong miền Nam, đúng không ạ? Thì mọi người được biết tới là đó chính là cái công ty Alibaba. Thì Hùng ví dụ Hùng sẽ chia sẻ nhanh qua cho các bạn các chị để dễ hình dung thôi. Thì Alibaba thì đây là một cái loại hình đất nông nghiệp, đúng không ạ? Đất nông nghiệp và họ sẽ phân ra và họ sẽ theo cái kiểu mô hình đầu tư theo kiểu là bonsai. Thì họ sẽ lấy những cái chi phí của người sau họ sẽ trả cho người trước, và đến một lúc nào đó và cái chân đế ở phía sau mà họ không tìm ra được những người đầu tư, ví dụ như những người đầu tư thứ ba thứ tư, thì bắt buộc là họ sẽ không cái cam kết được, họ sẽ không chi trả được cái phần cam kết lợi nhuận cho những khách hàng F2, F1 và F0, đúng không anh chị? Thì đó cho nên dẫn tới là chúng ta sẽ những cái vụ lùm xùm đó ra. Thì Hùng khi mà qua cái câu hỏi của anh đất sổ đỏ Cam Đức Bãi Dài Cam Lâm này, thì khi anh chị đi đầu tư bất cứ một loại hình nào, không riêng vì condotel hay là một cái loại hình gì đó mà chúng ta cam kết, thực sự không có gì là cam kết được anh chị ạ. Thì chẳng qua là khi mà họ muốn bán cho anh chị, họ muốn một cái vấn đề gì đó thì họ mới cam kết thôi. Thì cam kết nó sẽ có hai chính, dựa trên cơ sở là sự thỏa thuận giữa hai bên, và một cái vấn đề gì đó nó không có sự rõ ràng, thì anh chị bằng sự ví dụ như anh chị đi đầu tư, đúng không ạ? Thì chúng ta đi đầu tư thì anh chị hãy dùng đầu chúng ta sẽ tư duy liệu cái mức cam kết đó nó có vẻ là hợp lý hay không ạ? Đối với những cái khoản đầu tư mà cam kết một năm lợi nhuận hơn 15% thì anh chị nên cân nhắc về cái đầu tư đó là nó có thực tế, nó có khả thi hay không. Thì khi đó chúng ta nên tin tưởng là hay không, dù ai có cam kết với anh chị như thế nào, bằng sự suy nghĩ, bằng sự đầu tư của anh chị sẽ phân tích ra liệu cái cam kết đó nó có thực thi hay không nha. Thì Hùng sẽ nói chung luôn, giúp cho anh chị nói chung luôn, không riêng gì về cái mảng condotel. Thì thường mảng condotel là sẽ tập trung và sẽ là cam kết lợi nhuận rất là nhiều. Cho nên Hùng muốn chia sẻ với anh chị là luôn. Xin cảm ơn anh chị nha, nãy là do đường truyền mạng nó hơi yếu. Rồi xin cảm ơn Phan Quan Trọng nha, nhớ like và chia sẻ nha. Do nãy giờ là đường truyền kỹ thuật nó hơi bị trục trặc xíu, thì xin cảm ơn. Rồi xin cảm ơn Phan Quan Trọng, nhớ like và chia sẻ cho anh nha. Thì tiếp theo là nói về vấn đề về thuế phí, đúng không ạ? Thì khác biệt giữa về condotel và khác biệt về những cái căn hộ chung cư, thì condotel thì phí bảo trì có thể là sẽ là cao hơn rất nhiều. Nó là một do một cái căn hộ về dịch vụ và du lịch, cho nên là nó có cái tỷ lệ hao mòn cao hơn rất nhiều. Rồi
Tiếp theo, đó là một cái căn hộ condotel là một cái tài sản, nó tạo ra một cái dòng tiền thu nhập thụ động cho anh chị. Nếu như chúng ta không mong muốn, nếu như mà anh chị không muốn ở trong những cái căn hộ condotel á, thì chủ đầu tư sẽ giúp cho chúng ta vận hành và khai thác, và sẽ là cam kết sẽ là trả lãi suất theo tỷ lệ là chúng ta giữ hợp tác, đúng không ạ? Thì tuy nhiên tùy theo vào những cái chủ đầu tư mà cái mức giá, phí vệ sinh và các điều khoản sẽ khác nhau. Ngoài ra các chủ đầu tư á, sẽ họ sẽ thu trung bình khoảng là 50% doanh thu từ các lượt đặt phòng trước. Mặc dù vậy, nếu nếu có đây là một tài sản đầu tư thì hoàn toàn có thể là giúp chúng ta tạo ra những cái khoản thu nhập là thụ động đáng kể, đúng không ạ? Thì do đó nhiều chủ sở hữu căn hộ trong các tòa nhà sẽ được phép thuê cái công ty quản lý vận hành. Bằng cách này thì chủ sở hữu có thể đưa ra cái mức giá riêng của họ, thương lượng với các bên trung gian và trả mức phí phù hợp, có thể là từ 20-30% thay vì là 50%. Đó. Thì đầu tư vào loại hình một cái căn hộ về condotel này á, thì có sẽ không tạo ra nhiều lợi nhuận như những cái phân khúc khác. Thậm chí có nhiều người đây gọi là một cái tài sản thứ hai. Nó cho phép chúng ta sẽ nghỉ dưỡng và nó cho phép cho chúng ta được thư giãn. Cho dù chúng ta có các loại hình căn hộ condotel gì thì việc sở hữu nó sẽ giúp chúng ta đa dạng hóa các danh mục về đầu tư, khoản định vị, cũng như đây là một khoản định vị về vị thế, về bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Thì Hùng hy vọng với cái những chia sẻ của Hùng về các loại hình về đầu tư condotel này thì giúp cho anh chị thêm được những cái thông tin. Khi mà cái thị trường bất động sản về dịch vụ và nghỉ dưỡng nó phát triển thì condotel là một trong những cái kênh đầu tư để cho anh chị, thứ nhất là tối đa hóa nguồn lợi nhuận, và thứ hai nó là một cái công cụ sẽ định vị với bản thân anh chị, để khẳng định cái bản thân của anh chị. Thì nếu như quý anh chị nào có muốn tìm hiểu về thị trường bất động sản của Nha Trang, về của Cam Lâm, thì có thể kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349. Thì Hùng rất hân hạnh được chia sẻ cái thông tin mà Hùng được biết tới cho giúp cho tất cả anh chị. Hey,